Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái lon coca. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình tròn, sau đó dùng lịnh bút để mà kéo nó lên. Mình sẽ copy thêm một cái hình tròn như thế nữa, và cũng dùng lịnh bút để mà kéo nó lên. Ở phía đá mình cũng sẽ làm tương tự. Mình sẽ vẽ một cái viền của lon coca. Ở phía mặt đá thì mình cũng làm tương tự. Mình sẽ vẽ một cái nắp lon, mình sẽ chọn một cái hình mình đã vẽ từ trước. Mình sẽ cắt bỏ những cái phần thừa đi.
sẽ chèn cái hình này vào cái tôm coca mình đã vẽ sẵn. Căn chỉnh cái nắp lon lại cho nó phù hợp. Bây giờ mình sẽ dán nhãn cho lon coca. Do tỷ lệ cái hình của mình nó không phù hợp cho nên bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại. Vậy là mình đã được một lon coca hoàn chỉnh rồi.
mình sẽ tạo thêm một lon coca khác. Sẽ đang chỉnh cái nhãn này nó lại cho nó phù hợp hơn. Nhãn này thì nó hơi dài. Tương tự mình cũng sẽ tạo thêm một lon coca nữa, có một cái nhãn khác.
Vậy là mình đã được balon cacao với ba cái dạng khác nhau rồi đó các bạn.